chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay 23 tháng 3 của kênh VTC14. Trong 24 giờ qua, sự phát triển và mở rộng sang phía đông nam của khối không khí nóng phía Tây khiến cho nhiệt độ các tỉnh miền Bắc nước ta tiếp tục tăng, mây giảm nắng nhiều, khiến cho thời tiết có phần nóng bức hơn. Tuy nhiên, vùng nhiệt độ cao nhất tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng núi phía Tây Bắc Bộ. Các tỉnh Trung Bộ hội tụ gió trên cao suy yếu nên trời giảm mây và mưa chỉ còn xuất hiện ở diện vài nơi. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên ngày hôm qua đã có mưa xuất hiện ở khá nhiều nơi, đặc biệt tại Đắk Nông đã có mưa với lượng lên tới gần 50mm, cung cấp nguồn nước tưới quý giá cho hàng nghìn hecta cà phê và lúa nước, làm giảm nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh, tiết kiệm cho nông dân nhiều tỷ đồng. Ngày và đêm nay, khối không khí nóng phía Tây vẫn có xu hướng phát triển và mở rộng sang phía Đông, do đó nhiệt độ các tỉnh phía Bắc nước ta tiếp tục có xu hướng tăng, đặc biệt ở các khu vực gần biên giới phía Tây của Bắc Bộ trở vào Trung Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nằm ở rìa phía đông nam của khối không khí khô nóng nên ban ngày trời ít mây và nắng nhiều, nhiệt độ tăng cao khiến nắng nóng xuất hiện trên diện rộng. Tuy nhiên, nắng nhiều khiến cho những cơn dông nhiệt sẽ có điều kiện hình thành và phát triển gây mưa. Dự báo mưa sẽ xuất hiện chủ yếu ở các tỉnh phía Nam Tây Nguyên và khu vực phía Bắc của miền Đông. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Mặc dù khối không khí nóng có xu hướng mở rộng sang, tuy nhiên cường độ của nóng không mạnh nên chủ yếu làm tăng nhiệt ở các tỉnh vùng núi Tây Bắc. Còn khu vực Hà Nội nhiệt độ không tăng nhiều, đồng thời vào chiều tối và đêm do ảnh hưởng của gió đông nam thổi vào, khu vực này trời sẽ nhiều mây hơn và có mưa nhỏ xuất hiện. Nhiệt độ ngày và đêm dao động từ 24 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 80%. Dự báo mưa nhỏ chủ yếu xuất hiện ở khu vực trong chiều tối và đêm nay. Trong những ngày sau, mưa sẽ giảm hẳn và nắng xuất hiện nhiều hơn. Đây là điều kiện thời tiết thuận lợi cho quý vị có nhu cầu tham gia các hoạt động vui chơi dã ngoại ngoài trời trên địa bàn thành phố và một số vùng lân cận trong dịp cuối tuần này. Thời tiết khu vực Hải Phòng trong ngày với đêm nay bị ảnh hưởng chủ yếu bởi khối không khí lạnh biến tính nên trời khá nhiều mây, có mưa nhỏ ở diện rải rác. Nhiệt độ duy trì mức khá thấp khiến cho thời tiết diễn ra mát mẻ, dao động từ 23 đến 28 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Như vậy, thời tiết trên khu vực trong những ngày cuối tuần này sẽ vẫn chịu ảnh hưởng chủ yếu của khối không khí lạnh biến tính ẩm, nên trong ngày trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa phùn. Sáng sớm có sương mù khá dày làm giảm tầm nhìn. Điều kiện thời tiết nhìn chung sẽ không được thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời cũng như du lịch trên biển. Thành phố Đà Nẵng ngày và đêm nay không bị tác động nhiều bởi khối không khí nóng phía Tây, do đó nhiệt độ ban ngày không tăng nhiều. Ngoài ra, do những nhiễu động trường gió trên cao gây mưa, suy yếu nên mưa chỉ còn xuất hiện ở diện vài nơi, ban ngày trời có nắng, nhiệt độ dao động từ 24 đến 30 độ, độ ẩm từ 75 đến 80%. Thời tiết khu vực trong những ngày cuối tuần nhìn chung khá thuận lợi cho du lịch cũng như các hoạt động ngoài trời. Dự báo trời tiếp tục ít mưa và có nắng, tuy nhiên thời tiết không quá oi bức do nhiệt độ cao nhất ban ngày duy trì mức là 30 độ. Là khu vực chịu tác động trực tiếp từ khối không khí nóng phía Tây, nên thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay thời tiết diễn ra nóng bức. Chiều và đêm nay trời tiếp tục không mưa, nhiệt độ dao động từ 24 đến 35 độ, độ ẩm từ 50 đến 60%. Trong những ngày tới, nhiệt độ khu vực Nam Bộ vẫn duy trì mức cao, tình trạng ít mưa tiếp tục diễn ra. Nên mặc dù thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, tuy nhiên với cường độ nắng khá cao thế này thì quý vị cần hết sức lưu ý khi tổ chức hay tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời và những lúc trời có nắng nhiều để tránh bị cảm nắng và say nắng. Với sự hoạt động khá mạnh của vùng không khí nóng phía Tây, khu vực thành phố Cần Thơ và các vùng lân cận, mặc dù có nhiều kênh rạch nhưng thời tiết cũng diễn ra nóng bức. Nhiệt độ ngày và đêm nay dao động từ 25 đến 35 độ, độ ẩm trong không khí từ 55 đến 60%. Thưa quý vị, tại các tỉnh thành phía Nam, do trời hanh khô kéo dài nên luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, đặc biệt ở các khu vực dân cư đông đúc, các chợ, kho xưởng và các cánh rừng. Vì vậy, quý vị cũng cần chủ động các biện pháp để phòng hỏa hoạn và cháy rừng trong những ngày sắp tới. Bên cạnh đó, tại nhiều nơi, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, bà con nông dân thường có thói quen sau khi thu hoạch xong lúa đông xuân thì rải rơm đốt đồng để làm đất gieo cấy vụ lúa hè thu, nên rất có khả năng xảy ra cháy rừng cao. Do vậy, bà con cần hết sức lưu ý trong việc sử dụng lửa vào mùa khô để tránh những thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản, cũng như những cánh rừng quý giá hiện đang có nguy cơ cháy ở mức cao. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!